Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vai trò của thể chế và con người trong sự phát triển đất nước Ngày 19 tháng 10, luật sư Facebooker Vũ Đức Khanh có bài bình luận trên trang cá nhân của mình với tựa đề Sự nghèo khó và phát triển, vai trò của thể chế và con người Theo tác giả, sau đệ nhị thế chiến, ba quốc gia trên thế giới bị chia cắt bởi những lý do chính trị và tư tưởng là Việt Nam, Hàn Quốc và Đức trong đó, Việt Nam và Đức đã được thống nhất, nhưng số phận của từng quốc gia lại khác biệt. Đồng Đức tan rã và sát nhập với Tây Đức giàu có, trong khi Bắc Hàn vẫn mắc kẹt trong nghèo đói, thua xa Nam Hàn về mọi mặt. Và đây là hình giấy tờ trên Facebook Vũ Đức Khanh. Tác giả đặt vấn đề, tại sao cùng một dân tộc, cùng một nền văn hóa, nhưng khi bị chia cắt bởi hai hệ thống chính trị khác nhau, một bên phát triển thịnh vượng, còn bên kia thì tụt hậu. Trường hợp của Việt Nam, tuy thống nhất thành công, nhưng sau chiến thắng của phe Cộng sản, đất nước vẫn phải đối mặt với nghèo khó trong thời gian dài. Vậy lý do thật sự là gì? Thể chế hay con người, hay một yếu tố nào khác chăng? Con người sinh ra thể chế, hay thể chế sinh ra con người? Nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy rằng, con người là yếu tố quyết định đầu tiên. Tác giả dẫn chứng, sự khác biệt rõ rệt giữa Bắc và Nam Hàn là minh chứng sống động cho ảnh hưởng của thể chế lên sự phát triển. Bắc Hàn dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Đảng Lao động và gia đình Kim Jong Un không có sự cạnh tranh tự do, không có động lực cá nhân để cải thiện đời sống và nguồn lực kinh tế bị kiểm soát bởi nhà nước. Trong khi đó, Nam Hàn chọn con đường phát triển khác hẳn, sau khi áp dụng mô hình kinh tế thị trường, chính phủ Nam Hàn đã khuyến khích đổi mới và hợp tác quốc tế, mở cửa cho đầu tư nước ngoài và thúc đẩy giáo dục, nghiên cứu khoa học. Sự kết hợp này đã giúp Nam Hàn vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Và đây là hình Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả cũng nhắc đến trường hợp tương tự là Đông và Tây Đức. Khi Tây Đức chọn con đường tư bản chủ nghĩa và gia nhập cộng đồng châu Âu, họ nhanh chóng hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế sau chiến tranh. Trong khi đó, Đông Đức bị kèm kẹp bởi nền kinh tế kế hoạch hóa với sự kiểm soát chặt chẽ từ Liên Xô. Cuối cùng, đồng Đức không thể cạnh tranh với Tây Đức về kinh tế, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ và đi đến quá trình thống nhất. Tác giả nhắc lại, Việt Nam cũng là một quốc gia bị chia cắt bởi ý thức hệ. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên sau chiến tranh, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Nguyên nhân chính là do nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa và sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước đối với mọi hoạt động kinh tế. Chỉ đến khi chính phủ bắt đầu thực hiện chính sách đổi mới vào cuối thập niên năm 1980, nền kinh tế mới dần khởi sắc. Nhưng dù đã có những tiến bộ đáng kể, Việt Nam vẫn còn một khoảng cách rất xa so với các nước phát triển, chủ yếu do thể chế chính trị vẫn còn những giới hạn nhất định đối với tự do cá nhân và quyền sở hữu tài sản. Theo tác giả, từ những ví dụ trên, có thể thấy rằng thể chế là một yếu tố then chốt trong việc định hình sự phát triển của một quốc gia, nhưng có người cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng chính con người đã tạo ra thể chế và chính họ là những người có thể thay đổi thể chế khi cần thiết tác giả kết luận sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc vào sự kết hợp giữa thể chế và con người thể chế tốt có thể thúc đẩy sự phát triển nhưng nếu không có những con người có tư duy mở và khát khao đổi mới thì mọi thể chế đều có nguy cơ trở thành cản trở con người và thể chế là hai mặt của một đồng xu luôn tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vai trò của thể chế và con người trong sự phát triển của đất nước Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin muốn chống lãng phí phải thay đổi thể chế. Ngày 18 tháng 10, VOA Tiếng Việt cho hay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dục chống lãng phí, hai nhà trí thức nói sẽ vô ích nếu không thay đổi thể chế. Và đây là hình bài trên VOA. Theo đó, ông Tô Lâm mới đây đã có bài viết nhấn mạnh cần chống lãng phí và nêu một số giải pháp. Bài viết có nhan đề chống lãng phí được báo chí nhà nước Việt Nam đăng ngày 13 tháng 10. Hôm đó, ông thừa nhận tình trạng lãng phí trong nước còn diễn ra khá phổ biến dưới nhiều dạng hình thức khác nhau đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho phát triển. Ông bày tỏ lo ngại, lãng phí, gây suy giảm lòng tin của người dân với đảng, nhà nước, tạo rào cản vô hình trong phát triển kinh tế, xã hội, bỏ lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Ông cũng nêu các giải pháp cần chú trọng, mà đứng đầu là phải coi đấu tranh phòng chống lãng phí là cuộc chiến chống giặc nội xâm, và nó có vị trí tương đương với phòng chống tham nhũng tiêu cực mà đảng và nhà nước Việt Nam tiến hành nhiều năm nay. Ông cho rằng cần tập trung hoàn thiện và tổ chức triển khai có hiệu quả thể chế phòng chống lãng phí, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có hành vi, việc làm gây thất thoát, lãng phí tài sản công. Và đây là hình Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông cũng chú trọng việc cần cải cách triệt để, giảm tối đa thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp, cũng như chống bệnh quan liêu. VOA dẫn nhận xét của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang, 86 tuổi, cho rằng việc ông Tô Lâm hô hào đẩy mạnh chống lãng phí là rất đúng và rất được lòng dân. Nhưng ông cũng cho rằng nếu Việt Nam vẫn giữ thể chế, chỉ có đảng Cộng sản nắm toàn quyền lãnh đạo, thì công cuộc chống lãng phí sẽ rất khó. Ông Trang nêu dẫn chứng về cuộc chiến chống tham nhũng kéo dài hơn 10 năm dưới thời cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi nhận rằng cuộc chiến này rất mạnh, rất quyết liệt, với một số kết quả chấn động là cho thôi chức cả chủ tịch nước chủ tịch quốc hội thường trực ban bí thư phó thủ tướng một loạt bộ trưởng ông bình luận trong đất nước mình tuy là một đảng nhưng có người lãnh đạo mạnh mẽ đứng về phía dân cũng có thể làm rất nhiều hiệu quả nhưng có vấn đề là chính cơ chế này đẻ ra tham nhũng lãng phí rồi tự đảng lại đi trừng trị tham nhũng lãng phí như vậy có gì đó như vòng lẫn quẩn ông trang nhận định rằng một cơ chế dân chủ hơn cần được áp dụng. Với cơ chế hiện nay thì tham nhũng, lãng phí bị xử lý từng đợt, rồi lại phát sinh, rồi lại xử lý. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng quan điểm, VOA dẫn bình luận của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cấm, 87 tuổi, về lời hô hào mới đây của ông Tô Lâm. Ông ấy có dám dân chủ hóa không? Có dám tạo lập nhà nước tam quyền phân lập hay không? Có dám mở rộng tự do ngôn luận cho nhân dân hay không? Muốn thay đổi được, phải thực sự xây dựng thể chế dân chủ, nếu vẫn độc quyền lãnh đạo của đảng thì rất khó thay đổi. VOA nhắc lại, bộ máy chính quyền Việt Nam được nhiều nhà nghiên cứu, nhà phân tích gọi là hệ thống song trùng. Vì cùng lúc, cùng một lĩnh vực, có một ban bệ của đảng quản lý, một bên khác là các bộ ngành của chính phủ, cũng chỉ đạo quản lý. Điều này xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực của đất nước, gây tốn kém, lãng phí và chồng chéo mà giới phân tích, nghiên cứu đã nhiều lần chỉ ra. Do đó, một giải pháp để chống lãng phí, theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cấm, là thúc đẩy kinh tế tư nhân. Để khu vực tư nhân nói riêng và nền kinh tế nói chung phát triển, vẫn phải quay lại vấn đề cơ bản là thể chế chính trị. Ông Cống kết luận, thể chế chính trị mà không bao hàm, thể chế chính trị mà không dân chủ, thì rồi kinh tế cũng khó phát triển lắm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Muốn chống lãng phí, phải thay đổi thể chế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.